Các bạn thân mến, Đồng Tháp được chọn là địa phương đăng cai vòng loại bảng F giải bóng đá U15 toàn quốc. Giải khởi tranh chiều hôm qua trên sân vận động tỉnh và đội chủ nhà có bước khởi đầu ấn tượng khi thắng đậm trong ngày ra quân. Vòng loại giải bóng đá U15 quốc gia bảng F khu vực phía Nam có 5 đội bóng tham gia tranh tài gồm An Giang, Long An, Trà Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh và chủ nhà Đồng Tháp. Trên toàn quốc có 31 đội bóng tham gia chia thành 6 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt, chọn 6 đội nhất bảng và 5 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất ở 6 bảng vào vòng chung kết. Tại bảng F, ở lượt trận đầu tiên, đội chủ nhà U15 Đồng Tháp áo đỏ thi đấu thăng hoa khi đè bẹp Trà Vinh với tỷ số đậm đà 6-0 bằng các bàn thắng của Quốc Trung 2 bàn, Hiếu Thiên, Minh Quý, Kim Minh và Hiếu Khang. Trước đó, U15 Long An cũng có chiến thắng khích khao trước An Giang với tỷ số 2-1. Ở lượt trận thứ hai diễn ra ngày 4 tháng 8, Long An sẽ gặp Thành phố Hồ Chí Minh lúc 14 giờ, còn Đồng Tháp sẽ đối đầu An Giang lúc 16 giờ trên sân vận động tỉnh.